Hai tay nào. Chị Duyên cho biết mong nước muối rồi đi chị. Cho đúng ít luôn. Lễ có đứa một ngày yêu đây ta. À, ngày 31 với lại ngày 1 là nhân nghỉ nè. Ngày như ngày 1, ngày 2 là nhà nghỉ. Nhà nghỉ ngày mấy tới ngày mấy ta? Quên trời rồi. Ông cô này thăm từ lễ hai cái là không bị chưa bị rỗ chị không tìm mà da chị đẹp luôn à. Con biểu đi tiêm đi, năn nỉ 2 ngày là giờ mới chịu đi. Rồi đi qua cái câu ngô giới thiệu đi qua làm sẹo, cái sẹo không có đường đâu. Sẹo khó lắm. Tại vì thật ra là làm nó chỉ nói vậy thôi, nhưng mà nó hiệu quả hay không là tại vì mình làm cái gì hiệu quả mình làm, không hiệu quả thôi, làm mất uy tín nha. Người ta nói rồi thôi chứ sẹo khó lắm. Sẹo dễ gì. Mình không làm trắng trắng luôn nè.
Giờ nó trắng, em thấy tắm trắng nó cũng không hiệu quả nè. Hồi trước em làm ấy, nhưng mà nó chỉ trắng lúc đó thôi. Chứ hồi về hoặc là mình vô kem lên thì trắng ảo thôi. Chứ thật tế, thật chắc là nó không có trắng. Muốn trắng á, là phải dưỡng kem thôi. Ê, cái da của chị mà hay bị tầm da hai bên này, chắc là tim nó cũng đỡ đúng không? Dạ đúng rồi, nó giảm thôi chứ còn nó không có tim nó da nó trắng này hơn. Nói chung là tim meso là nó cải thiện nhiều cái lắm. Nó nhanh hơn là mình dùng những mình dùng đồ dễ chứ. Mốt chị không đi Vinh đó là dùng tim luôn rồi nè. Đi về xong tim thôi mặt nó dễ sợ nó có mấy cái hạt hạt á vậy nhiều người. Mình đi ra nữa là đi có việc cái nhậu nữa rồi. Thâu nhậu rồi về làm sao? Hà ơi, xí em làm bên đây vậy? Em đang làm cho ai hả? Dạ, ủ tê đủ tê rồi em làm. Nói Hà nặng lưng. Chàng câu này luôn không biết. Câu này nè. Câu đây nè. Câu này nè hả? Câu này lau á. Câu này làm lau. Kem ái ra hết rồi đó hả? Bỏ vô, bỏ lên nấu. Hồi nấu hư hết xe. Rồi họ trọng sẽ chui nó ai em hiểu. Thôi 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 thôi. Anh dồn thư thì mẹ luôn. Ra chắc đọc với em, dữ. Xưa giờ làm răng làm rứa đi. Mất công. Chị biết là bỏ nó bỏ vừa thôi, không phải bỏ xí cho đừng có đặc quá. Không có xí ẩm quá kìa, không có xí ẩm nữa. Cái gì không biết thì phải hỏi chứ không là chết chị á, không là chừng nó là đầy đuối luôn. Như nhà cô nương là không cần hỏi, bỏ vô luôn. Tính xin bằng năng nỉ chị, xin làm thở. Ok em khổ quá, chị giúp em ơi. Tôi khổ quá mà. Ok nhân viên chị đang dư đây, dư cả đống đây, chị không đuổi được đây. Chờ mà nhận thêm chứ phải cháy kìa. Chị nói nó cài nụ tía hả mấy cụ chị? Hai cụ đám gọi chị nhé. Khách nói khách mà chờ chị thì lâu lắm nè. Tại vì chị lo mất tim đồ, với lại còn một khách chờ bên đây nữa. Nói chung chờ tiếng đó. Ủa là một khách nó là chờ chị hả? Ý là một khách bên kia là chờ chị trong phòng nữa hả? Một người thôi đó hả? Rồi thì thâu cho chứ để bên nữa là chị chờ. Ý là có bật điều hòa được chưa? Dạ có, bên kia có hai người làm. À, ý là phòng ý là phòng 202 là mấy người nằm đó. Một người nó chờ chị mà răng lại bật lên không coi à. Ý là cái phiếu nó lúc đầu là họ không nói là chờ chị à. Rửa mặt xong họ mới nói chờ à.
Không, ý là chị kêu mở đó, nhưng mà ý là phải hỏi là khách nó có chờ chị hay không được. À, trời. Cho qua đây nằm có một tiếng đồng hồ lận. Tắt máy về nơi luôn đi anh, chứ để chi. Tại vì chị tưởng mà ai làm cũng được, mình dư người thì mình để phòng mình làm. Hai người. Ý đáng lẽ là phải hỏi người nó là làm liền thì mình mới cho vô trong phòng nữa mình làm. Ý chị tưởng mô làm liền. Thuận làm đi. Nói rồi đấy chờ. Tiếng sợ chưa xong, ta tìm lâu lét.